Xin chào tất cả mọi người. Tại đây mình đang quay, đây là cái máy cắt mỏ gà ở trang trại nha mọi người. Thì hiện tại cái bệnh của cái máy này đó là nó bị chạm nguồn điện ra, bị giật. Thì mình thử, lúc nãy mình thử test cắm điện vô thì mình đo cái mát của nó thì nó mát ra vỏ tới 220 luôn. Có nghĩa là điện nguồn vô nhiều thì mát ra nhiều, cho nên là giật rất nguy hiểm, nên mọi người sử dụng nhiều khi cũng phải cẩn thận. Hiện tại bây giờ mình sẽ test thử và đo thử cho mọi người cái độ thông của nó, điện giật thế nào. Đây, công tắc là đang tắt thì mình đo thử cho mọi người xem nhé. Đây mình để nấc thang đo ôm, đo ôm nha, nhân 100. Thì đây một đầu kim, một đầu kim mình cắm vào cái lỗ mát này, lỗ này của vỏ mát của đồng hồ, và một đầu kim mình chập vào cái đầu dây điện. Đấy, mọi người thấy là không có vấn đề gì đúng không? Rồi bây giờ thì mình sẽ bật công tắc lên đó. Thì bắt đầu mình sẽ thử. Mình sẽ thử cho mọi người xem nhé. Đây. Đây một đầu dây mình cắm vào vỏ và một đầu dây còn lại của cái đồng hồ thì mình chạm vào đấy, mọi người thấy không? Đấy. Nấc đo thang ôm 100 nhé, kim. Đấy, kịch kim luôn. Hai đầu nhé. Này, kể cả mình đo cái đầu bên này. Đấy, mọi người cũng thấy như vậy, đầu bên này cũng thấy, thì chứng tỏ là cái nguồn điện vào nó đã thông qua cái, nó chạm qua cái vỏ này. Thì bây giờ là mọi người trước tiên là tháo hết các con ốc quanh ra, như mình cũng đã tháo trước rồi để mình quay cho nó nhanh, hướng dẫn cho mọi người. Thì mình tháo ra mình kiểm tra rồi. Do mình tự quay cho nên là không có trực tiếp ngó được. Vì để mình kiểm tra xem nó chạm chỗ nào rồi mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem để mọi người học hỏi nhé. Đây, khi mình mở máy ra thì nó sẽ như thế này. Trước mắt mình chưa biết là nó chạm chỗ nào ấy. Trong này thì nó có một cái biến áp với lại một số công tắc với lại đèn cầu chì. Rồi sẽ kiểm tra xem nó chạm ở những chỗ nào nhé. Rồi xin chào mọi người. Tiếp tục do nãy mình quay cho nên là không được rõ nét cho mọi người xem. Hiện tại bây giờ mình cũng đã thử kiểm tra ở tất cả các đầu mối trong này. Ở trong này thì mình thấy là cũng rất là ok. Đấy, không có chỗ nào bị chạm chập ra vỏ. Thì sau đó thực sự với mọi người là mình cũng kiểm tra đến, bắt đầu mình kiểm tra đến tất cả các cọc dây nguồn. Đây, thì đây là cái cọc dây nguồn mà người ta không biết nó đứt hay như nào đó, người ta đấu để cho mọi người xem. Thì để cho mọi người kinh nghiệm của mọi người sau này đấu dây, những người ai chưa biết thì hãy đấu dây cẩn thận. Thực sự đây này, mọi người thấy không? Đây, ở đây trong ruột, ở trong tại trong máy, cái cọng dây này từ máy ra nhé mọi người nhé. Đây này, mình dẫn cho mọi người thấy này. Đây, ra đến đây, rồi ra đến đây. Là mọi người thấy ở đây là nó có ba cọng dây không? Thì cọng dây xanh này với xanh với vàng này, là đây là cái cọng dây mát này, mình cho mọi người xem này. Đây, cọng dây này là cọng dây mát đã đấu vào cái con ốc này. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, để mình nghiêng máy cho mọi người thấy rõ hơn. Đó, mọi người thấy nó gắn vào cái con ốc này, tiếp mát đã vỏ chưa, là cái cọng dây xanh này. Thì cọng dây xanh dây mát này là không được phép đấu vào nguồn nha mọi người. Còn hai cộng dây xanh đây, với lại
thì cộng dây nâu này là cộng dây vô nguồn này. Đấy, một cái cộng vô cầu chì này, một cái vô biến áp. Đó, mọi người thấy không? Đó, một cái vô biến áp. Mà ở đây này, đây, cái người sử dụng người ta đứt dây hay người ta đấu như thế nào mình không biết. À, mọi người thấy này, đấu luôn cả cộng dây mát vào như thế này. Đấy, như này có phải là tự mình giết mình không? Nếu như mình không biết đứt dây, mình không biết thì tốt nhất mình đừng có nên tự đấu nhé. Hãy đem ra cửa hàng, cửa tiệm người ta sửa, người ta sẽ đấu lại dây cho nha mọi người. Mọi người rút kinh nghiệm, đây là một cái phần kinh nghiệm cực kỳ nguy hiểm. Đấy, nếu như mọi người không biết đấu điện thì tốt nhất mọi người đừng có đấu nhé. Đấy, các bạn thấy đây đây, tự nhiên đấu như thế này thì khác gì mình tiếp cái nguồn điện 220 ra ngoài vỏ này. Thì nhỡ không may mình đi chân đất, hoặc là mình bật máy lên mình thò tay vào, thì xin lỗi các bạn là nó giật mình không đỡ được đâu. Đấy, mạng người nó nằm ở chỗ này đấy, cho nên là rất là nguy hiểm. Và vậy cho nên bây giờ là mình sẽ cắt cái cọng dây xanh này đi, qua mình bỏ đi. Đấy, là không lấy, không đấu, không được phép đấu nha. Đây là cọng dây mát, nhà sản xuất người ta làm ra để tiếp mát thôi. Nhưng mà mình khi mình thấy như thế này thì mình đừng có bao giờ đấu vào cái cọng dây nào hết. Thà mình không biết đem ra tiệm, đứt dây đem ra tiệm. Đừng tự đấu sẽ là nguy hiểm đến tính mạng của không những mình và những người khác. Người ta không may, người ta thấy mình nằm đấy, người ta rờ vào lại kéo chết một chết lây cho những người khác. Rất là nguy hiểm nhé. Mọi người chú ý cho mình khi mà đấu điện. Mình biết thì mình hãy đấu, còn mình không biết thì đừng đấu. Đây là nguyên nhân của cái bệnh giật. Đây, bây giờ mình sẽ cắt cái này rồi mình thử cho bạn xem, các bạn xem nhé. Rồi, hiện tại bây giờ thì mình cũng đang cắm cái dây đồng hồ để mình thử cho bạn, các bạn xem này. Đây, đây, mình đo thông nha mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Kim chỉ này. Bây giờ mình lấy một chân, mình chỉ dùng một cái này. Rồi, các bạn thấy là kim không? Rồi, kim cứng nhất. Bây giờ mình sẽ cắt một cọng dây mát này đi. Đây, cọng dây này. Cắt đi nha mọi người. Này, chuẩn bị này mình đưa kéo vào, mình cắt cái cọng dây xanh này đi này. Cho mọi người xem với kim nhé. Này, cắt này, cắt này, 2, 3 này, cắt này. Rồi, thấy chưa? Đấy, các bạn thấy không? Này, giờ đo này, đo thông này. Đấy, nó sẽ không còn thông mạch nữa. Đâu có còn nó liên quan gì đến nữa. Đây là cái cọng dây mát. Còn nếu như mà mình cái cọng dây xanh này, dây xanh nó tiếp mát này. Đây, mình đo cọng dây xanh nhá. Này, các bạn thấy không? Đấy, nếu mà mình đấu như thế này, mình đấu vào cái cọng này vào cái nguồn điện thì khác gì mình tự giết mình đúng không? Đó, điện nó sẽ rò, nó sẽ ra nguyên cái dàn mỏ này. Đó, rất nguy hiểm nhé. Đây, video mình cũng quay tới đây để cho mọi người biết một số người không hiểu, người ta sẽ tham khảo thêm. Còn một số anh em nào thợ sửa biết rồi thì cũng đừng chê cười mình nhé. Ở đây là mình cũng đăng lên để cho một số anh em bạn bè, một số người thì người ta chưa sử dụng đến tất cả, chưa biết cách sử dụng về nguồn điện hoặc là đấu dây như thế nào, thì không nên là mình không nên đấu tầm bậy nha mọi người. Đấu dây tầm bậy là tự mình hại mình. Đấy, mình thì không sao, mà nhỡ may con nít nó cắm vào nguồn điện nó nghịch cái thì nó thò vào cái là xong luôn nhé. Rồi, xin chào mọi người, nếu thấy hay thì mọi người hãy chia sẻ cho những người khác biết nhé. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người.